Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá cuốn theo chiều mây, mưa răng mắc nhớ nhung tiêu điều, sương thướt tha bay ôi điều hiu. Đêm đông xa trong cố hương buồn lòng chinh phu, đêm đông bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong chờ. Lắng nghe tâm hồn tương tư, đêm đông ca nhi đôi gương ôm sầu riêng bóng, gió nghiêng chiều say gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xa, giấc mơ gia đình yêu thương. Đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương, có ai thấu tình cô lữ đêm đông không? Trong cố hương buồn lòng chinh phu, đêm đông bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong chờ. Đêm đông thì nhân lắng nghe tâm hồn tương tư, đêm đông ca nhi đôi gương ôm sầu riêng bóng, gió nghiêng chiều say gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xa,
đêm đông. Ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương. Có ai thấu tình cô lữ? Đêm đông không rất nhiều khán giả hỏi anh Đào là bí quyết để làm thế nào để giữ gìn được làn da trắng sáng và đẹp rạng ngời. Anh Đào cũng bật mí bí mật với các bạn là anh Đào tin dùng bộ mỹ phẩm dưỡng da ngày và đêm của Cavado, thương hiệu mỹ phẩm số 1 của Mỹ dành cho người Việt Nam.